Em xin chào anh em nha. Hôm nay em mới về được một con cua trượt nha anh em. Cua trượt 305 ha, dòng này dòng 2 ti nha anh em. Đó, ngoại hình của máy ha anh em ha. Bây giờ em xin đọc cái thông số máy cho anh em mình nha. Cua trượt Makita mã là LS1211 nha anh em. Điện là điện 100V ha. Con này công suất là 1430W, dòng tua là 3200, dòng trên thúc nha anh em. Thì con máy nó xài lưỡi là từ 290 đến 305 nha. Thì lưỡi thì theo máy này là lưỡi 305 nha anh em. Lưỡi này là lưỡi zin theo máy nha, lưỡi bảy theo máy ha. Đó, không có mẻ ngăn nào nha anh em. Đó, lưỡi khá là sáng luôn nha anh em. Ngoại hình của máy ha. Thì con máy này nó có kẹp gỗ, có túi bụi đồ đầy đủ cho anh em mình ha. Đó, kẹp gỗ, túi bụi zin luôn nha. Có đèn gọi lưỡi luôn nha anh em. Đây, có đèn gọi lưỡi luôn ha. 2 ti, dòng 2 ti nha anh em ha. Thì con máy này nó xoay hai bên và nó nghiêng hai bên đều 45 độ hết nha anh em. Đây, nó ti nhẹ nhàng nha anh em ha. Xoay hai bên, nghiêng hai bên 45 độ ha. Cắt của nó là khá là thẳng luôn nha anh em. Đẹp luôn ha. Đây, dẹp gỗ cho anh em mình luôn nha. Đó, máy này coi như đầy đủ luôn nha anh em. Bây giờ em test máy cho anh em mình xem luôn nha. Đó, thắng từ thắng lại luôn nha anh em. Lưỡi là lưỡi dẹp bãi theo máy luôn nha. Khá là đẹp luôn nha anh em, có đèn gọi lưỡi luôn ha, dòng đời cao mình bây giờ ha. Đó, có khởi động mềm luôn nha anh em, thắng từ khá nhạy ha, hoạt động êm ái nha anh em. Thì anh em quan tâm đến con cua trượt Makita lưỡi 305 này liên hệ em nha. Em xin cảm ơn em.